Bộ nồi có 4 món bao gồm các nồi có dung tích lần lượt là 2 lít, 3,1 lít, 4 lít và 6,3 lít. Vì thế chị em hoàn toàn có thể sáng tạo ra rất nhiều món ngon cho gia đình của mình. Ngoài ra thì bộ nồi được làm từ chất liệu thép không gỉ 18/10, bền bỉ, truyền, giữ nhiệt tốt và đặc biệt là an toàn cho sức khỏe của người dùng. Và tiếp theo thì Toàn sẽ cùng mọi người đi ra tìm hiểu cái phần đáy nồi này nha. Đáy nồi của nồi Copman này cực kỳ đặc biệt luôn. Đầu tiên thì nó sẽ có in chìm Made in Turkey, được sản xuất trực tiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ nha. Và ở đây có một hình sao. Nồi này là nồi đáy giờ nha mọi người. Vì thế thì trong quá trình nấu nhiệt lượng cao có thể khiến đáy nồi bị nhô lên một chút, biến dạng. Tuy nhiên thì với công nghệ hình sao như thế này, Solar Base, độc quyền của Copmat, thì nhiệt lượng sẽ được tỏa đều ra khắp đáy nồi. Từ đó thì đáy nồi sẽ không bị biến dạng nhiều nha. Cùng với đó là độ dày lên tới 11mm và cho khả năng nấu trên mọi loại bếp, kể cả bếp tử. Chất liệu của bộ nồi Copmat ProRide là inox M cao cấp, có độ bền cực cao, chất lượng bền đẹp, không dẫn điện, không gỉ sét và được làm từ thép không gỉ 18/10, cực kỳ an toàn cho sức khỏe của người dùng. Phần nắp nồi được làm từ kính trong suốt để có thể quan sát quá trình nấu, và viền của nắp nồi được làm từ inox, từ đó sẽ giúp kín hơi, lưu giữ tối đa hương vị của món ăn nha mọi người. Tay cầm ở phần thân và nắp nồi được hàn chặt vào nồi, vì thế thì nồi chịu lực rất tốt. Cùng với đó là thiết kế kim loại rỗng khiến nồi cách nhiệt rất tốt, an toàn cho người dùng. Phía trong của lòng nồi sẽ là các vạch định mức để chúng ta định lượng thức ăn, từ đó thì để phù hợp với khẩu phần ăn trong gia đình. Cùng với đó là vành nồi rất là rộng nha mọi người, từ đó thì khi mà chúng ta rót thực phẩm sẽ không bị trào ra ngoài gây mất vệ sinh. Vậy là vừa rồi Toàn đã cùng mọi người đi tìm hiểu những điểm nổi bật nhất của bộ nồi Copmat ProRide A1147, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Thổ Nhĩ Kỳ. Vì thế mọi người hãy nhanh chóng tới ngay các showroom của Điện Máy Quang Hạnh để được tư vấn và mua bộ nồi này về cho ngôi nhà của mình nhé. Và với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực gia dụng cao cấp, Điện Máy Quang Hạnh cam kết sản phẩm chính hãng 100% nhập khẩu nguyên đai nguyên chiếc, chính sách một đổi một trong vòng 7 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất, đội ngũ chăm sóc khách hàng sau bán nhiệt tình, chu đáo, vận chuyển lắp đặt nhanh chóng, đúng hẹn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại.